Xin chào anh chị và các bạn. Mời anh chị và các bạn trở lại clip mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Hôm nay ở clip này em xin cập nhật với anh chị một chút cái tình hình hoa vải. Đặc biệt nhỉ. Kia là Thanh Hà kìa. Đây là vải ngọt này. Và đây là u hồng này. Vậy chúng ta sẽ cùng cập nhật với các bác anh chị một chút cái tình hình vải u hồng nhé. Thì khi xem video thì các anh chị nếu thấy bổ ích, thú vị cũng như là có ý nghĩa, đem lại giá trị cho bản thân cũng như cho cộng đồng, thì các anh chị cũng không quên để lại một lượt like, một lượt chia sẻ cũng như đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái nội dung chính của clip ngày hôm nay. Thưa các anh chị các bạn, đến thời điểm này đang là mùng 9 tháng 1 2021. Vải các loại vải nhé. Trong đó này, vải Thanh Hà kìa, hay là vải Lai Tàu nhé, vải ngọt hay chính là vải Thiều Chính Vụ, và vải u hồng đúng không nhỉ, thì có lẽ là cũng thời điểm này báo hoa cũng tương đương gần nhau đúng không nhỉ. Mà trong ba loại vải này đúng không nhỉ, thì chúng ta thấy loại vải u hồng này là có loại vải mà nó ra sớm nhất, chín sớm nhất đúng không nhỉ, xong đến vải Thanh Hà và đến vải Thiều Chính Vụ. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái vải sớm nhất này xem cụ thể thế nào các bác anh chị nhé. Đây. Bình thường ấy, à đây, ui trời, báo hoa to không các bác, hoa to thật đấy. Đấy, cái hoa của vải u hồng này là hoa nó rất là dài các bác nhé. Hoa nó rất là dài, dài đến khoảng 40cm này. Nhưng mà cái đậu quả thì quả được cái là nó nặng, nặng quả này. Và quả, cái cuộng của nó rất là dài. Đấy, kiểu kiểu như vậy nhé. Đấy, và nó sẽ ra sớm hơn hai cái vải còn lại nhé. Cái vải này, vải ngọt này, này sẽ là ra muộn nhất này. Cái vải này là vải ra sớm nhất này. Vải u hồng, vải u dây, vải u trứng cũng như các loại u cũng như vải tháng 3 nhé. Thì rất nhiều vườn đến thời điểm này các anh chị cũng đã báo nó ra rất là dài rồi nhỉ. Đấy. Nhưng cái cây này thì nó là kèm lộc rất là nhiều nhé. Đây, khả năng đây. Chấm chấm trắng là có hoa này. Đây, chấm trắng có hoa này. Lá của vải u hồng nó to tướng này các bác này. To. Gang luôn nhỉ. Đấy, đây và nó báo hoa luôn này. Ở những cái nách đầu. Đó. Ở phía trên kia cũng như vậy. Đây, phía trên kia thì cơ bản là cái lượng đây. Đây hoa kèm lọc các bác nhé, và có sâu nữa các bác này. Đây con sâu đây, đây nhìn nó giống cái lá không ạ. Đây em rút con sâu ra nhé. Đây đây là con sâu đây. Đấy các bác cũng lưu ý cái thời điểm này các bác cũng nhớ xịt thuốc sâu nhé, trừ bệnh thán thư sương mai cho hoa vải nhé. Đây và sâu nữa đây các bác này. Đây có lá có lọc cái là có sâu ngay nhé. Đấy nhìn thì rất là giống cái lá nhưng không phải. Đây. Để chúng ta sẽ cùng vào phía trong này xem thế nào nhé. À. Ở trong này thì chỉ có tất cả phía trong này nhé, thì vải Thiều Chính Vụ hết ở phía trên này, còn có mấy cây vải u hồng này thôi. Vải u hồng ở chỗ nhà em thì đa phần là một là các bác trồng để ghép sang vải Thanh Hà nhé, thì cây nó rất là khỏe, cây rất là khỏe nhé. Đây, ở trong này, đây, cũng bắt đầu có hoa này. Đó. Nên là còn, hoặc là có nhiều vườn thì các bác vẫn để vườn nguyên u hồng. Ví dụ các bác mà rộng đất, đất rộng ấy, thì để thu vải nó sẽ rải ra không nhỉ. Ví dụ vậy, trồng một chút Thanh Hà này, một chút u hồng này, một chút vải ngọt này, thì thu nó sẽ rất là rải vụ ra, nó không cấp tập đúng không nhỉ. Vì thằng u hồng này sẽ thu sớm nhé. Đây là cây Thanh Hà này, nó cũng đã báo rất nhiều rồi này. Đó. Để năm nay được cái là cảm thấy là ba loại vải ra cảm giác bằng nhau nhá các bác. Nhưng mà thằng u hồng này, thì bao giờ nó cũng ra khỏe và ra dài, và cái tốc độ ra hoa nó rất là nhanh nhé, bởi vì bản thân nó sẽ phải bắt buộc nó phải ra sớm hơn so với hai loại vải kia. Đấy, nhưng năm nay như thế này thì gọi là ra gần như bằng nhau các bác này, hoa đây. Đấy, như này là cũng kèm một chút lọc nhé. Đấy, phía trên thì cũng như thế như vậy các bác. Đấy, hoa cũng ra rất là nhiều. Đây, cây này là cây gốc, bản thân gốc của loa Thanh Hà nhé. Bên cành bên này là ghép được những cành Thanh Hà vào này, còn cành bên này là cành u hồng này các bác này. Hai cái hoa, hai cái lá nó khác nhau hoàn toàn nhé. Đây, u hồng nó ra đã gần một gang rồi này. Đó, đây, hoa đây. Vào trắng luôn nhé, nhưng kèm lọc đúng nhỉ. Đấy, hoa nó ra rất là mạnh. Hơn một gang ngay nhỉ. Và bình thường đến khi nó nở nó sẽ khoảng tầm 40cm các bác nhé. Nó hoa rất là dài, cuộng nó rất là dài. Đây. Đó, đây hoa đây.
Hoa này thì là rất, tương đối nhiều rồi các bác nhé, ít lá như này là đạt. Còn gốc của nó đây, gốc của nó cực kỳ to khỏe, nghĩa cực kỳ to, cực kỳ khỏe. Cành này vẫn là cành u hồng này, đó, nó ra đây. Đây thì thời điểm này các bác, em cũng xin nhắc lại là các bác có thể phun thuốc trừ sâu nhé và thán thư sương mai cho hoa vải nhé. Đấy, bây giờ cái lớp hoa này, cái lớp này nó đã bắt đầu gần như là ra chính vụ rồi, thì cũng làm sao xử lý để tránh cho sâu cũng như là tránh cho bệnh nó hại hoa nhé. Đây, đây cảm giác vườn này chưa phun được các bác này. Đây, chưa phun được. Đây còn một số vải ngọt thì đã ra hoa ra lập đỏ này các bác này. Đây, vải ngọt đây. Vải ngọt hay chính là vải thiều chính vụ, vải thiều lục ngạn chính vụ. Đấy, thế này thì không tính này các bác này. Đấy, kia này. Đó, nó ra đỏ luôn. Tầm này tầm 10 ngày nữa. Cái này mà không triệt lọc nhé. Cái này thì đã phun rồi. Cái này phun ủ nhưng phun hơi nhẹ các bác ạ. Vườn này phun nhưng phun hơi nhẹ. Thành ra là chỉ tầm 10 ngày nữa là nó đỏ hết thôi. Đỏ hết nhé các bác nhé. Đây còn thanh hà đây. Thanh hà nó báo trắng luôn này. Đó. Đấy thì của các bác ở vải u hồng của nhà các bác thì đã ra hoa nhiều chưa và hoa đã dài chưa nhỉ? Đây còn nhiều bác thì cũng cập nhật lên là vải thanh hà, à vải u hồng, vải tháng 3 nó ra rất là dài và ra rất là sớm nhỉ. Đây còn như cập nhật ở chỗ tại Phi Điền Lục Ngạn Bắc Giang đây thì hoa nó mới ra được bằng này thôi các bác nhé. Hoa nó ra mới được bằng này thôi nhỉ, gọi là lấm tấm một chút chứ ở trong video nhỉ. Mà nó cũng chưa được đồng đều các bác nhé. Thực ra là nó cũng ra nhưng nó chưa đều nhau. Nó chưa ra đồng loạt đúng nhỉ. Có từng ngọn nó khỏe thì nó ra trước, còn những cái ngọn mà nó gọi là nó chưa bốp đầu thì nó sẽ ra sau nhé. Đấy. Nên nó chưa đồng loạt đâu. Đây là cái việc mà năm nay cái lượng hoa vải thiều chính vụ này, vải ngọt này và vải thanh hà ra cảm giác như bằng nhau nhỉ. Nhưng mà chắc chắn là thằng ông vải u hồng và vải tháng 3 nó sẽ ra khỏe và ra nhanh, ra mạnh hơn nhé. Đó, đây. Đây thì tình hình là như vậy các bác nhé. Cây u hồng nó khỏe, tán nó khỏe, cây nó to. Còn đây là trên vải ngọt thì ra phần cái vườn này cảm giác báo lọc rất nhiều các bác ạ. Vải ngọt, vải thiều chính vụ đây. Đây lọc đây các bác. Đấy. Đây lọc đây. Lọc ra rất nhiều này. Đó. Nói chung là tình hình này cảm thấy là rất năm nay rất nhiều lọc đấy. Thế thì thôi các bác cứ phun phóng theo cái kinh nghiệm của mình nhé. Và xử lý nhớ với thời điểm này là cũng đã phun thuốc thán thư sương mai rồi thì trừ thêm một chút sâu nữa nhé. Đấy thì để cho đảm bảo rằng hoa vải của mình không bị phá hoại cũng như không bị sâu bệnh nhé. Từ lúc mà bắt đầu phòng bệnh, từ có hoa rồi, từ bắt đầu ra hoa rồi. Đấy thì lưu ý cái chị các bạn như vậy. Thì cập nhật với các bác một chút cái tình hình vải u hồng, vải sớm nhỉ, cũng như vải thanh hà và vải muộn ở đây. Và các và cũng khuyên cáo các anh chị là cũng đã sử dụng thuốc đúng nhỉ, làm sao cho nó đều đặn và cho nó đảm bảo. Thì em xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị ở các clip tiếp theo. Và chúc bà con chúng ta luôn cập nhật tình hình hoa vải sâu bệnh và đặc biệt là cái việc mà làm sao được hoa vải nó sẽ ra đều cũng nhỉ, và nó thụ phấn được tốt cho cái vụ mùa 2022 này. Xin chân thành cảm ơn các anh chị. Chúc bà con chúng ta được mùa bội thu được ra. Xin chân thành cảm ơn.